Đặng Siêu là một nam diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc, anh cũng để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng khán giả. Với tư cách một diễn viên hài, ca sĩ và đạo diễn, nam diễn viên nổi bật với khả năng diễn xuất tuyệt vời trong hàng loạt các phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Thiên Đồ Long Ký, Hạnh Phúc Như Hoa hay Bậc Thầy Chê Tay. Những vai diễn của anh luôn tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh và trở thành một hình mẫu lý tưởng được các diễn viên trẻ theo đuổi ngay từ khi bước chân vào con đường diễn xuất. Nam tài tử không chỉ gặt hái được vô số thành công với tư cách là một diễn viên mà còn là một đạo diễn cực kỳ tài ba khi các sản phẩm của anh được công chiếu tại rất nhiều liên hoan phim nổi tiếng khác nhau. Ngày hôm nay, hãy cùng Tuti Heo điểm qua top 16 bộ phim hay nhất của nam diễn viên Đặng Siêu ngay trong video này nhé. 1. Thiếu niên thiên tử 2002. Trong phim Thiếu niên thiên tử, Đặng Siêu vào vai hoàng đế Thuận Trị thông minh, nhân hậu, lên ngôi khi mới 5 tuổi, ông phải chịu sự chèn ép của hoàng thái hậu, cùng với đó là sự kỳ vọng lớn lao từ bá quan văn võ. Tuy nhiên, bằng tài năng trị quốc và tấm lòng yêu nước thương dân của mình, ông đã thực thi nhiều chính sách thu hút nhân tài, bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng nên thái bình thịnh thế cho muôn dân. 2. Hạnh Phúc Như Hoa 2005. Hạnh Phúc Như Hoa là câu chuyện về cuộc đời của nữ vũ công Đỗ Quyên do Tôn Lệ đóng. Khi đang ở trong quân đội, cô chớm nở mối tình đầu với Lâm Bân do Tần Bách Thanh đóng, nhưng không thành công. Cuối cùng, sau khi trải qua rất nhiều biến cố, cô quyết định kết hôn với Bạch Dương do Đặng Siêu đóng, là con trai cán bộ quân đội cao cấp. Từ đó bắt đầu cuộc sống vợ chồng với nhiều tranh cãi, mâu thuẫn, nhưng không kém phần ngọt ngào, lãng mạn. 3. Suy đoán của Lý Mễ 2008. Suy đoán của Lý Mễ là câu chuyện xoay quanh hành trình tìm người yêu mất tích của nữ tài xế taxi Lý Mễ do Châu Tấn thủ vai. Trong một lần tình cờ, cô quen biết với Cửu Thủy Thiên do Vương Bảo Cường đóng và Cửu Hòa Quý do Vương Nhiên Huy đóng. Cũng nhờ đó mà cô gặp lại bạn trai Phương Văn do Đặng Siêu đóng. Tuy nhiên, kỳ lạ là anh chàng đã đổi tên thành Mã Băng và không thừa nhận có quen biết cô. 4. Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009, Đặng Siêu đảm nhận vai chính Trương Vô Kỵ, giáo chủ Minh Giáo. Bên cạnh những phân đoạn đánh võ đặc sắc, mãn nhãn, bộ phim còn thu hút khán giả bởi mối quan hệ tay tư đầy phức tạp giữa nam chính Trương Vô Kỵ và ba cô gái xinh đẹp, đó là nàng quận chúa Triệu Mẫn do An Dĩ Hiên đóng, Chu Chỉ Nhược do Lưu Cạnh đóng và Tiểu Chiêu do Hà Trác Ngôn đóng. Từ một chàng trai không cha không mẹ, trải qua nhiều đau khổ và kỳ ngộ, Trương Vô Kỵ đã một bước lên mây, trở thành võ lâm minh chủ vạn người kính ngưỡng. Hơn thế nữa, Trương Vô Kỵ còn có một tình yêu mỹ mãn cùng người con gái mình thích sau bao hiểu lầm, xa cách. 5. Địch Nhân Kiệt, Bí ẩn ngọn lửa ma 2010. Địch Nhân Kiệt, Bí ẩn ngọn lửa ma là hành trình phá giải câu đố của thám tử Địch Nhân Kiệt do Lưu Đức Hoa đóng. Đồng hành cùng anh còn có võ quan Bùi Đông Lai do Đặng Siêu đóng và Thượng quan Uyển Nhi do Lý Băng Băng đóng. Ba người hợp tác với nhau để khám phá bí mật trong sự kiện người tự bốc cháy khi đang xây dựng tượng Phật cho Hoàng đế Võ Tắc Thiên. Đặng Siêu trong vai võ quan Bùi Đông Lai, một người có tính cách nóng nảy, thô lỗ, được phân công hợp tác cùng với Địch Nhân Kiệt để phá án. Tuy không đóng chính, nhưng nhân vật do Đặng Siêu vào vai vẫn mang sức hút riêng và không hề bị lép vế khi đứng cùng những cây đa cây đề trong làng giải trí Hoa ngữ như Lưu Đức Hoa, Lưu Gia Linh. 6. Họa Bích 2011. Bộ phim mang yếu tố huyền ảo, kỳ bí, kể về chuyện tình phức tạp giữa người và yêu. Trong phim, Đặng Siêu vào vai Chu Hiếu Liêm, anh cùng với một người bạn tên là Mạnh Long Đàm vô tình bị hút vào một bức tranh tiên cảnh. Từ đó, thư sinh Chu Hiếu Liêm nảy sinh mối quan hệ mập mờ với tiên nữ Thực Dược do Tôn Lệ đóng và nàng mẫu đơn do Trịnh Sảng đóng. Mặc dù tạo hình trong phim của Đặng Siêu không quá nổi bật, nhưng nhờ vào kinh nghiệm diễn xuất của mình, Đặng Siêu đã làm sống lại nhân vật chàng thư sinh Chu Hiếu Liêm nho nhã, si tình trong bộ truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. 7. Tứ Đại Danh Bổ 2012. Phim kể về những vụ án hóc búa được thần hầu phủ giải quyết, trong đó công lao lớn nhất thuộc về bốn vị bổ đầu: Lãnh Huyết do Đặng Siêu đóng, Vô Tình do Lưu Diệc Phi đóng, Thiết Thủ do Châu Triệu Long đóng và Truy Mệnh do Trịnh Trung Cơ đóng. Nhân vật Lãnh Huyết do Đặng Siêu đóng là một chàng trai nghiêm túc, ít nói, có quá khứ bi thảm. Đây là vai diễn có tính cách gần như trái ngược với bản thân Đặng Siêu, nhưng anh vẫn hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật và xây dựng thành công hình tượng nhân vật Lãnh Huyết ngoài lạnh trong nóng. 8. Bậc Thầy Chia Tay 2014. Bậc Thầy Chia Tay xoay quanh anh chàng Mai Viễn Quý do Đặng Siêu đóng. Anh là cao thủ giúp các cặp đôi chia tay bằng cách dụ dỗ, lừa tình các cô gái để khiến họ yêu mình và tự nguyện chia tay bạn trai. Cô nàng Diệp Tiểu Xuân do Dương Mịch đóng cũng là một trong những đối tượng công lược của anh.
Vai diễn Mai Viễn Quý cho thấy khả năng hài hước, sáng tạo cùng với óc pha trò của Đặng Siêu luôn có thể khiến bất cứ khán giả nào cũng phải cười lăn cười bò. Đặc biệt hơn nữa, đây là bộ phim đầu tiên anh đảm nhiệm vai trò đạo diễn. 9. Liệt Nhật Trước Tâm 2015. Liệt Nhật Trước Tâm kể về cuộc thảm sát 5 người xảy ra tại Lũng Thị. Hung thủ trốn thoát, nhân chứng sống duy nhất là con gái nhỏ của nạn nhân. Nhiều năm trôi qua, những tưởng vụ việc đã trôi vào quên lãng, thì cảnh sát Y Cốc Xuân, do Đoạn Dịch Hoàng đóng, lại mở cuộc điều tra một lần nữa. Cùng với những manh mối dần được hé lộ, Y Cốc Xuân nhận ra nhiều điểm đáng ngờ ở anh dân phòng Tiêu Tiểu Phong, do Đặng Siêu đóng. Bộ phim đặt ra nhiều tình huống cân não, đấu trí giữa cảnh sát và tội phạm, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cho khán giả hâm mộ. 10. Mỹ Nhân Ngư 2016. Đây là một bộ phim vô cùng hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động. Đó là câu chuyện xoay quanh những tình huống gặp gỡ oái oăm giữa cô nàng người cá San San do Lâm Doãn đóng và chàng giám đốc hám tiền kiêu ngạo Lưu Hiên do Đặng Siêu đóng. Trong quá trình đối đầu gay gắt với phe người cá, Lưu Hiên dần nảy sinh tình yêu với San San, đồng thời thay đổi suy nghĩ, quyết tâm không làm giàu bất chấp hủy hoại môi trường nữa. Vai diễn Lưu Hiên khá gần với tính cách lém lỉnh, hài hước trong đời thường của Đặng Siêu. Do đó, anh đã thể hiện vô cùng tự nhiên, chân thật và khiến cho khán giả phải cười ngả nghiêng mỗi khi xem. Có thể nói, đây là một trong những vai diễn thành công và để lại dấu ấn sâu sắc nhất của Đặng Siêu trong lòng khán giả. 11. Ngang Qua Thế Giới Của Em 2016. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trương Gia Giai. Phim xoay quanh cuộc sống bình thường của những người trẻ vội vã tại một thành phố phồn hoa. Trần Mạt do Đặng Siêu đóng, Chư Đầu do Nhạc Vân Bằng đóng và Mao Thập Bát do Dương Dương đóng là những anh em kết nghĩa. Mỗi người đều có một cuộc đời và những câu chuyện tình khác nhau. 12. Đạp Gió Rẽ Sóng 2017. Đạp Gió Rẽ Sóng xoay quanh mâu thuẫn gia đình giữa hai bố con Chính Thái do Bành Vũ Yến đóng và Thái Lãng do Đặng Siêu đóng. Khúc mắc giữa hai người tưởng chừng không thể hóa giải cho đến khi một tai nạn xe đã đưa người con Thái Lãng quay về quá khứ, tận mắt chứng kiến và tham gia vào cuộc sống của ba mình thời trẻ. Vào vai tay đua Thái Lãng bất hiếu, ngang ngược, Đặng Siêu đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn sự tưng tửng, bất cần đời của anh chàng này. Ngay cả những chuyển biến tâm lý sâu sắc của nhân vật, từ chống đối đến cảm thông, ân hận vì những lỗi lầm với người ba, tất cả đều được anh nắm bắt vô cùng chuẩn xác. 13. Án Mạng Liên Hoàn 2017. Án Mạng Liên Hoàn là bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết Ánh Sáng Thành Phố của tác giả Lôi Mễ. Nội dung phim xoay quanh những vụ án mạng liên hoàn bí ẩn. Mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của một giáo viên trẻ. Từ đó, Phương Mộc do Đặng Siêu đóng bắt đầu hợp tác cùng nữ cảnh sát Mễ Nam do Lưu Thi Thi đóng, lần theo dấu vết và phát hiện ra những vụ giết người kinh hoàng khác. Đóng vai nam cảnh sát Phương Mộc với tính cách trầm ổn, cơ trí, Đặng Siêu đã cho khán giả thấy một khía cạnh tính cách hoàn toàn khác. Đó là sự chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, là nỗi đau xé lòng, sự bất lực khi chứng kiến cái chết của con gái ngay trước mắt mà không thể làm gì. 14. Vô Anh 2018. Vô Anh là một bộ phim mang triết lý sâu sắc, khắc họa rõ sự phức tạp của nhân tính khi đứng trước quyền lực và dục vọng. Trong phim, Đặng Siêu tham gia hai vai diễn, đó là Đô Đốc Tưởng Ngu và Cành Châu. Đô Đốc Tưởng Ngu muốn lợi dụng ảnh tử Cành Châu rồi vứt bỏ, nhưng rồi bị hãm hại ngược lại. Cành Châu luôn giả vờ nghe lời, tuân theo mọi mệnh lệnh của Tưởng Ngu, nhưng trong lòng âm thầm toan tính mưu đồ riêng cho mình. Hai vai diễn của Đặng Siêu trong phim có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Với diễn xuất xuất thần của mình, anh đã thành công chinh phục những nhà phê bình phim chuyên nghiệp và giành đề cử giải Kim Mã lần thứ 55 cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. 15. Lớp Học Bổ Túc Ngân Hà 2019. Lớp Học Bổ Túc Ngân Hà là câu chuyện cảm động về tình cha con giữa kiến trúc sư Mã Văn Hạo do Đặng Siêu đóng và người con trai tên là Mã Phi. Mã Văn Hạo là người cha vĩ đại, sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ ước mơ cho con, dạy con điều hay lẽ phải. Hóa thân vào vai người cha ấm áp, luôn yêu thương, bảo vệ con, Đặng Siêu thật sự đã lay động được trái tim của khán giả. Anh khiến người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đa dạng, từ chán ghét đến yêu thích, từ buồn đến vui. 16. Hiệu lệnh tập kết 2019. Hiệu lệnh tập kết là bộ phim đề tài chiến tranh, lấy bối cảnh thời kỳ nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng ở Trung Quốc. Khi đó, Cốc Tử Địa do Trương Hàm Dư đóng, Triệu Nhị Đầu do Đặng Siêu đóng và Vương Kim Tồn do Viên Văn Khang đóng là anh em thân thiết thuộc bộ phận nòng cốt của đại đội 9. Một ngày kia, toàn đại đội nhận nhiệm vụ ở lại tiền tuyến chiến đấu, chỉ khi nghe tiếng kèn báo hiệu tập kết mới được về lại trung đoàn. Nhưng cuối cùng, tiếng kèn không vang lên và cuộc chiến tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ đại đội 9 do Cốc Tử Địa chỉ huy. Trên đây là danh sách 16 bộ phim hay nhất của nam diễn viên Đặng Siêu. Bạn yêu thích bộ phim nào của Đặng Siêu nhất?
đừng quên để lại một bình luận cho chúng mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.